Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 Hoa quả nổi giận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là quậy phá đây. Ten ten. Ok, mới vô nó quảng cáo từ hộp dưa luôn, khuyến mãi gì quá trời luôn. Ok, và mở khóa. Để mình vô mình mở khóa mấy cái này chơi coi. Cái này là cái gì đây? Mở khóa tốn 58 kim cương các bạn. Thời gian bắt đầu quay nhanh vòng. Rồi xong mở khóa được nó rồi. Ok, và mình sẽ đi mở khóa tiếp cái ải mới coi. Ở đây có khá là nhiều cái ải thú vị mà bên cái game bên phiên bản Việt Nam không có các bạn. Wow. Hình như là cái này là phiên bản Việt Nam chưa có nè. Ok, bây giờ mình sẽ mở khóa nó và mình sẽ chui vô chiến đấu cho các bạn xem. À, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng làm video mới hết luôn. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu thôi nào. Gì đây? Cái này là cái cảnh mới luôn. Cái trống các bạn ơi, đây có hình cái trống và những cái con zombie siêu quậy. Mình sẽ lựa anh em nào để đi chiến đấu đây. Cái chuối này đi vô nghỉ đi, cho cái con băng này ra. Hoa quả. Mình ok, cất cái con cái xấu để cho cái con điện ra. Ok, và bây giờ chúng ta đi chiến đấu thôi nào. Tự nhiên có một cái cây lửa ở đây và một cái con băng ở đây, con đóng băng ở đây. Không biết nó có ý nghĩa gì nữa. Ở này tiếng Trung Quốc nên mình cũng không có rành, cho nên cứ chơi đi rồi biết. Ta hay nói câu là cứ việc chơi đi rồi sẽ rõ. Mọi chuyện thì cứ đừng phải lo. Ok, zombie nó bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Cái vụ này cái gì sao đây? Cái thằng này phải cho nó, phải làm gì với nó đây? Con băng này ra xử ha. Nó đóng băng nó lại. Nó băng sát đi bụi. Nó con băng này có loại nó quýnh gọi là bá đạo luôn các bạn ơi. Cản lại. Tốc độ luôn. Chết rồi, không kẹp rồi. Chết rồi, con zombie nhảy ra rồi các bạn ơi. Làm sao đây? Có em nào cản nó lại được chứ? Ok. Đây, đó, đúng rồi, cản nó lại mới xử nó thôi. Nó vào phải vậy chứ. Rồi, mấy cái cục của mình nó mất tiêu rồi. Cái lửa đây nè. Tiêu cái lửa này. Ơi mình có súng 3 nòng, có súng 6 nòng chứ. Ráng chút xíu nữa lấy cái súng 6 nòng rồi bắn cho nó đã. Ok, mình rất là thích cái súng 6 nòng luôn các bạn ơi. Thì súng 6 nòng bắn rất là bá đạo luôn. Trời ơi, nó nhai mất cái trục của lòng, cái cục đá đỏ của mình rồi. Đáng ghét. Ok, và bây giờ mình sẽ suy nghĩ cách để quậy tụi nó. Ơi, chết rồi. Rồi xong nó đốt cái cây của mình luôn rồi. Giờ mày đi chứ. Ôi. Các bạn này nguy hiểm quá. Tình hình sao căng thẳng dữ vậy ta. Ok, cho con này sử dụng tiền chiêu đi. Tình hình thấy căng thẳng quá là không ổn. Hoặc là giải tỏa bớt căng thẳng mới được. Nó bắn như viên Hồng Kông luôn. Bởi vậy phải cái súng 6 đồng ở chỗ đó đó. Nó xuất hiện một cái là nó cần luôn 3 hàng luôn các bạn. Mày bởi bắn bá đạo luôn. Coi con nào mà chịu nổi cái súng 6 đồng. Yeah. Kiếm tiền mình xây ba cái cục này ra chơi. Ok, đủ rồi nè. Đó, có điện chạy qua chạy lại là hấp dẫn các bạn. Ơi. Vụ này hơi căng đây, không có được gọi là ăn cái cây điện của mình. Cái cây điện mình để dựng tụi nó mới được chứ. Mình này. Bây giờ phải làm sao đây để mình suy nghĩ coi. Đây rồi, giá cái súng bắn nó rồi. Rồi, nó nhai luôn cái cục điện của mình đó rồi. Đáng ghét, dám nhai cái cục điện của mình. Tấn công nào. Đúng rồi, xong. Rơi lại rồi, anh bạn này bị rơi lại luôn rồi. Oh yeah.
Ok, nổ cho vui. Cuối xong qua này là nổ cho vui, rồi là tạo cái hưng phấn đó các bạn. Ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái màn mới đây. Có cái sự gì đó hấp dẫn không hề nhẹ ở chỗ này. Ok, vô màn số 2 rồi. Màn số 2 là nó có một cái hoa, gọi là hoa chơi cái làn sóng điện nè. Tò mò, bay vô chơi thử đi. Như nó đàn giống như là sóng nó bay ra vậy đó. Có một cái quả hồ lô. Ok, chúng ta sẽ làm gì với cái trận này đây? Đại tiếng Trung Quốc nữa, thôi cứ cài nó đi. Áo tướng quân, ở này phải nón tướng quân chứ. Ô, con hồ lô này mạnh này các bạn. Phun một phát một là chết được 4 hô luôn á. Tại sao nó tặng mình con hồ lô này hay sao? Cái thằng em đây trên nò bự chà bá này luôn. Hồ lô biến hình hả? Hồ lô này chỉ phun lửa thôi mà. Ok. Rồi đầu tiên phải có zombie đồ ra mình mới bắn chứ đúng không? Nó hết ra phải có con zombie ra rồi mình mới bắn nó chứ. Bắp cải này hả? Cho bắp cải này cho nó đứng ở giữa đi. Hồ lô nữa hả? Rồi cho nó đứng đây đi. Lô thấy nó phong xa lắm. Ô, hồ lô nó, ở lòng tưởng là hồ lô nó bắn ra được cái cục này chứ các bạn. Tưởng nè. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ non trẻ. Phun đi, đúng rồi. Nó nướng. Nướng zombie, cái này gọi là nướng zombie các bạn. Đóng băng thành trưởng nè. Ê, tụi nó cầm cào, tụi nó lết vô kìa. Đâu có được cầm cào mà vô vậy các bạn. Đâu có được, đâu có để cái hiện trạng này xảy ra vậy được. Tình cảnh này thấy hơi bị ức chế rồi các bạn ơi. Ok, cho nó cái đây đi. Hồ lô đứng đây đi. Phun cái hồ lô. Nó hồ lô phải phun vậy nó mới được chứ. Ờ, hồ lô phun phát một hồ lô bệnh luôn. Hồ lô phun phát một hồ lô ngủ. Chết rồi. Cái gì vậy? Con zombie nó cầm cái búa nó quay nó rồi các bạn. Nó quá đạo thiệt chứ. Ok, bắn nó bạch sáng luôn, giờ nó quay hả? Ơi, chết rồi, nó ăn cái con hồ lô của mình. Rồi, nó ăn luôn hồ lô rồi. Cản nó lại mới được. Mày hả bưởi? Bưởi dám ăn hồ lô hả bưởi? Xử bạch sáng luôn. Chưa cần thiết, để mình suy nghĩ coi. Này, cho hồ lô rồi, để một cái ở đây đi. Đó, đây hồ lô phun cái coi. Nướng rồi là nướng ấm nứt luôn. Trời ơi, cái hồ lô này nó chỉ phun được một cái xong rồi là nó đứng nó ngáp gió rồi, ngoài nó đi ngủ. Trời ơi, quả cái hồ lô thiệt chứ. Cây xay cái nó bên đây đi cho nó đều. Để lạc luôn rồi. Ok, giá bắp cải ra thủ mới được. Đóng băng thật chứ. Đó, cho nó đóng băng lại bớt tụi này. Tụi này nó đông quá các bạn ơi. Nó gọi là nó kéo cái đàn nó đủ luôn à. Ok, mình lừa lại suy nghĩ chóng mặt căng thẳng luôn. Được rồi, mình sẽ cho sức mạnh của trái hồ lô xem sao nha. Sức mạnh của hồ lô. Tấn công, thời nó phun rồi, nó phun một phát một rồi. Rồi nó đi ngủ. Nó phun xong rồi để nó đi ngủ. Quái rồi, cái con hồ lô này thiệt. Nó phun xong nó làm gì, nó phun xong thì ngủ. Ok. Còn cái anh bạn này nữa, có cái búa nó quay vòng vòng hoài. Đóng băng thần chưởng. Phun lửa thành công. Mày hả bưởi, trông như phun lửa thành công hả bưởi. Ô, nó kéo ra cả đàn nữa rồi các bạn ơi. Thôi, hồ lô, giác hồ lô là thủ mới được. Trông như hồ lô hả? Hồ lô phun một phát một là nướng, gọi là zombie thành thành nướng luôn á. Cái con này là được. Phun lửa thành công nè. Ok. Phun lửa nào. Đó. À, nó phun xong rồi nó đi ngủ rồi. Ok, bắp cải thần trưởng. Trời ơi. Tóc một phát một là bắp cải rất là lợi hại luôn. Ok, bắp cải xuất chiêu một phát một là tụi nó chết gần phần nữa. Chết hết luôn rồi, phần nữa gì nữa. Chết rồi, còn nữa. Rồi đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của hồ lô. Phun. Mình bấm cho nó mới chịu phun các bạn ơi. Chứ quả hồ lô này nó không có phải tự phun. Ok, và đã quên rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn.
hè và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất của mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết và mong các bạn hãy đăng ký kênh.